Dọc con phố này chỉ bán cái đồ điện tử, cái đồ gia dụng các bạn. Ở Osaka, ở gọi là con phố Nam Bà ấy, thì nó bán nhiều đồ lắm. Ví dụ như là nó sẽ chia những cái khu phố, gọi là khu phố chuyên về đồ gia dụng này, khu phố chuyên về điện tử này, khu phố chuyên về ẩm thực. Rất là hay. Và bây giờ em sẽ dẫn các bác đi vào cái khu phố là cái đồ gia dụng về dao, kéo, các thứ kiểu đồ trong gia đình nhé. Rất là nhiều luôn. Đó. Khu này cũng là một khu ăn uống đó. Bên này giờ em sẽ đi sang bên đường cho vào trong cái khu phố bên trong cho bác xem. Em đang ở cái con phố bán đồ gia dụng các bạn. Ở đây bán nồi niêu xoong chảo rất là nhiều luôn, dao kéo các thứ. Em quay cho bác xem. Đó. Đây này, thấy bạn đồ dao này, kéo này. Kéo cắt gà nữa này. Đây, kéo cắt gà đây. Kéo cắt gà. Mày dao thứ rất nhiều đồ luôn, đồ gia dụng ấm này. Còn cái chảo nấu hay không? Rán trứng. Rán trứng. Bằng này là bằng gang sao? Là bằng gang đó. Cái này là hộp, kiểu hộp bánh bao ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Anh tìm địa chỉ đi khác biết nhờ? Chưa. Mình nhớ ở ngoài, phòng nhắn tin đâu nữa. Lúc nhắn tin hỏi ông này. Để nhắn tin nha. Ừ. Tối mình nhắn tin rồi. Hỏi địa chỉ, quên mất địa chỉ. Cái này dành cho các bác là làm takoyaki. Bán đồ làm takoyaki luôn. Khỏ gà. Chảo. Cái này nồi nữa. Làm gì? Làm chê hết rồi. Không biết cho cái gì. Rất là nhiều dao luôn này. Đấy, dao toàn dao. Giờ làm sashimi cái thứ rất là nhiều luôn. 4 man, 10 triệu, 8 triệu. Mười mấy triệu. Đó, rất nhiều loại. Dao. đi về mình mua con mồi chứ anh Trường nhỉ? Da to này là 5 man 1 sen 645 yên. Đi về mua con mồi nhỉ? Tôi tí đi qua xem chỗ khác. Ui, rau khắc nó rất là nhiều luôn nhá. Rau sashimi 2 man 7. Rau sashimi dài là 2 man 7. 885. Nhiều lắm. Nhiều rau lắm. Bên này nữa. Các bác xem mà dao Nhật nó không làm lỗ con lỗ nhau nha. Nó không làm lỗ trên mũi này nha. Dao các thấy bác thế mà làm lỗ trên này là dao của Trung Quốc. Đấy. Bác nào mà ở Việt Nam mà cần dao làm đếp bếp các thứ thì cần dao Nhật thì nhắn cho em. Nhưng bây giờ con dao này là bây giờ con dao này mất. Đây, con dao này cũng không đắt này, 9 sen này. Gần 2 triệu. Con dao này cũng thế. Một man, con này hơn 2 triệu này. Con này là cái này là bằng nó mà là thép. Cái dao bên này mới là bằng từ thép này. Nhiều lắm, dao nhiều lắm. Nó bác là kéo đá mài này, đá mài của Nhật này. Đá mài của Nhật hơn 200.000. Cái mài to này là hơn 1 triệu nhé, cái đá to này, hơn 1 triệu của Nhật. Nhưng con dao này bác thấy là trong có nguyên cả hộp gỗ này mua về tặng được. Con này hơn 2 triệu nhé. Rất nhiều đá mài trơn, đá mài. Con này triệu, hơn triệu. Đó, rất nhiều. Dao cắt gà này, à kéo cắt gà này. Nên là kéo cắt cua, càng cua. Kéo cắt gà. Cua, dao. Rất là nhiều dao. Này hơi lóa nhìn. Là dao làm sashimi. Mười một man hơn 20 triệu, hơn 20 triệu ra. Dao này bằng đá, à bằng à, đây là cái vỏ của nó. Toàn mười mấy 20 triệu các bạn. Dao sashimi. Ở đây là cửa hàng bán chuyên dao các bạn, dao làm sashimi này, dao rạch cá, dập cá nữa. Đây có triển lãm, có để treo cả súng nữa, súng ngày xưa ấy. Nhiều dao lắm. Rất là nhiều dao luôn. Xem đã mắt luôn cơ. Dao cũng còn trên 2 triệu, trên 3 triệu hết. Đắt hết. Rất là nhiều dao luôn, chuyên dao. Kéo dao chặt, đây là dao trộm, dao trộm cho tôi chặt 27 này, dao chặt sướng về chặt xương nữa. Đây là cái xin ra làm sashimi này, 11 man 5, 10 man sashimi trên 20 triệu một con dao. Này con dao bằng gác xem cho này 40 triệu, gần 40 triệu. Hầu như những cái dao ở đây là toàn dao trên gọi là trên 5 triệu hết. Trên 5 triệu hết là đá mài, đá mài nhẵn mà bán đắt ghê luôn đấy. 5 man 10 triệu 10 triệu cục đá này, sơ sơ xương xương thôi, đá tự nhiên đấy, này đá tự nhiên đấy. Mài trơn, mài bóng, cục đắt thế nhỉ. Đấy, con phố này chuyên về đồ gia dụng các bạn. Này, dao ở Nhật thì rất nhiều loại dao luôn nhé. Con nào có nhu cầu mua dao thì nhắn tin em qua Zalo. Tầm tiền loại dao như thế nào, tầm tiền như thế nào có hết. Đây này là phố chuyên để bán đồ gia dụng. Đấy. Kiểu như là ở bên này nó có những cái phố có bán cho những người làm bếp các bạn. Đây có một cửa hàng cũng bán nguyên dao luôn, rất nhiều. Bên này thì bán đồ bát đĩa. Đó. Dao dĩa bát đĩa, các loại ấm chén luôn, đồ gốm sứ này. Đây các bác, bạt ngàn gốm sứ luôn nhé. Cũng rẻ, 100.000. Ui rồi. Cháu được ra. Ba ông ở đây anh làm vòng. Nhiều đồ gốm đó các bạn. Này, bạt ngàn luôn. Bát rất là đẹp luôn này, nhưng mà để mà quay chi tiết cho bác xem bát nào thì nó hơi khó. Cũng khá là đắt đấy. Không đến nỗi là đắt lắm, thế nhưng mà quay qua cho bác xem đồ gốm thôi. Đây, đợi loại bát nó kiểu này. Ui, nhiều lắm. Bên này bán nồi, đây cũng là bát đĩa ống chén này, nhiều lắm. Đây này. Đây, nói chung là rất là nhiều ạ, không biết nữa. Để bà xem cái máy xay sinh tố này. Máy ép, nói ép hoa quả, máy tố, máy các loại máy. Ở đây có bán mèo thần tài đấy quá này. Các bạn cần mua mèo thần tài thì alo như này. Con to con nhỏ cũng có. Đây là con nhỏ này, con này con nhỏ này. Mèo thần tài của Nhật. Không. Không hẳn. Các bạn hẳn. À, sau khi từ cái con phố đồ điện tử, đồ gia dụng các thứ thì em lại quay về phố ẩm thực quay cho bác xem này. Hôm nay chủ yếu là video em quay về khu sầm uất ở Osaka thôi các bạn. À. Các bác nào có dịp đến Osaka thì ghé khu phố ẩm thực, ở đây rất là nhiều món ăn khác nhau, rất là nhiều món nổi tiếng. Về món takoyaki của Nhật nữa. À. Video thì em thấy khá là dài, em chỉ quay qua cho bác xem ở cái phố thế này thôi. Còn trong các bác mà muốn mua thực phẩm chức năng ở bên Nhật hoặc là mua bất kỳ cái gì bên Nhật nhá, liên quan đến hàng của Nhật thôi, thì nhắn tin cho em qua số Zalo thì em sẽ mua và gửi về Việt Nam cho các bác nhá. Còn bác nào mà có điều kiện mà đi du lịch sang Osaka thì có thể liên lạc với em. Các bác cần mua gì thì em sẽ dẫn các bác đi mua. Video thì cũng khá là dài rồi. Thì các bác nào lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì các bác nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp các bác ở những cái video sau nhé.